trạng của bệnh nhân đó là bệnh nhân có tình trạng dinh dưỡng bình thường. Tình trạng dinh dưỡng bình thường nghĩa là gì? Có nghĩa là bệnh nhân không có bị béo phì, không bị suy dinh dưỡng, không có thêm những cái rối loạn chuyển hóa nào khác ngoài được cái bệnh lý chính thôi. Năm thì bệnh nhân này BMI là 20.2. Rồi không có cái tình trạng bệnh nền đó, là không có rối loạn chuyển hóa kèm theo. Xác định mục tiêu dinh dưỡng thì ngay từ đầu chị đã nói với các bạn rồi, việc này chắc nó đòi hỏi các bạn phải am hiểu về cái tình trạng bệnh lý khá là nhiều. Nên ở đây các bạn cũng chỉ biết ở đây ở mức độ này thôi ha. Các bạn sẽ thấy là phương pháp nuôi dưỡng là tĩnh mạch hoàn toàn. Tĩnh mạch hoàn toàn thực ra ở đây nó chỉ có ý nghĩa là ta không có dùng thêm đường tiêu hóa thôi trong những ngày này. Chứ các bạn, cái chữ tĩnh mạch hoàn toàn này nó không có nghĩa là tiêu nhiên em theo cái phân loại của quốc tế. Rồi còn năng lượng của người này là nhiêu đây? 2 2 4. Tôi lo ghi danh sách thần thánh của tôi đây. Bạn Lý Minh Đăng Lý Minh Đăng đang bao nhiêu bạn? 2244. Rồi, cảm ơn bạn Đăng. Bạn Kiều Văn Phong có đáp án khác không? 2244. Bạn Ngô Thị Mai Trâm. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Chu. Bạn Nguyễn Văn Anh Kiệt.
Rồi, tính về điện giải nè. Natri, ra nhiêu đơn bạc, lương huyền du. Dạ là 12,5. Kali ra nhiêu đây bạn? Nguyễn Thành Nhật Minh. Rồi, canxi á các bạn. Các bạn dùng cái công thức nãy giờ thì chưa có giới thiệu với các bạn nè. Trong 100ml canxi CaCl2 10% sẽ có 3600mg canxi. Rồi ha, suy ra là bê canxi là 27.8. Rồi các bạn làm cho chị từ bước 8 cho tới bước 13 luôn là bước xác định tốc độ truyền. Bây giờ chị đã giải quyết những cái phần cơ bản hết cho các bạn rồi đó ha. Rồi, làm tới tốc độ truyền là tới 15 phút thôi nha các bạn. Bây giờ 15, bây giờ 45 mình sửa.